Xin chào quý vị khán giả của Cà Phê Sáng. Thưa quý vị, trong dịp nghỉ lễ này thì chúng ta có khá nhiều những lựa chọn để vui chơi, nghỉ ngơi, giải trí cùng với gia đình và người thân. Trong đó phải kể đến những bộ phim ra rạp trong thời gian này. Và chúng tôi ngày hôm nay được gặp gỡ với ekip đoàn làm phim của bộ phim Thiên Thần Hộ Mệnh, một tác phẩm tiếp theo của đạo diễn Victor Vũ. Ngôi sao ca nhạc Lam Phương do Salim thủ vai tự sát tại nhà riêng, kéo theo sự bàng hoàng của công chúng cùng ca sĩ trẻ Mai Ly do Trúc Anh đóng, người em thân thiết trong nhóm bè của cô. Mai Ly luôn ám ảnh về cái chết đau thương của đồng nghiệp, song vì tham vọng, Mai Ly cũng khao khát được thay thế vị trí của Lam Phương để trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Vì muốn chạm tới hào quang thật nhanh chóng, Mai Ly đã tìm đến sự phù trợ của Thiên Thần Hộ Mệnh mang hình hài búp bê và ngày càng lấn sâu vào thứ niềm tin ma mị. Và đang có mặt cùng với Đức Bảo ngay bây giờ là đạo diễn Victor Vũ, nữ diễn viên Trúc Anh và nữ diễn viên Salim. Có thể nói là thương hiệu của đạo diễn Victor Vũ có rất nhiều những bộ phim đã thành công. Anh có thể nói gì về sự khác biệt của tác phẩm này so với những bộ phim cùng thể loại mà anh đã từng làm? Victor nghĩ lần này thì câu chuyện về showbiz và tâm linh nó sẽ sát với thực tế hơn, vì nó đời hơn và nó khai thác một cái thế giới showbiz rất là trẻ. Tại vì Victor thấy là càng ngày các bạn nghệ sĩ mà đang có nhiều sức ảnh hưởng trong nghề càng ngày càng trẻ, rất là tài năng. Những bạn trẻ phải đối diện với những cái tham vọng, những cái thử thách và những cái cạm bẫy như thế nào, thì nó là một cái góc nhìn khác so với những cái phim trước đây. Nên là Victor nghĩ cái đó là cái mà có thể nói là cái sự khác biệt trong Thiên Thần Hộ Mệnh. Đợi chừng nào tao giàu, tao nổi tiếng rồi, tao sẽ bao cho mày trà sữa cả đời luôn. Trong bộ phim này thì có thể thấy rằng là anh cũng lựa chọn những diễn viên lần đầu tiên đến với điện ảnh, như là nữ ca sĩ Amy, một nữ ca sĩ rất là nổi trong thời gian gần đây, và Salim, một hot girl lần đầu tiên đến với điện ảnh. Vậy lý do gì mà anh lại lựa chọn họ? Thật ra Victor thấy nó là một cái thử thách, nhưng mà nó cũng là một cái lợi thế. Khi Victor làm một cái bộ phim về nhân vật trẻ, khi mình chọn những diễn viên mà cũng cái tuổi đó đang trải qua những cái thứ mà nhân vật đang trải qua, thì nó sẽ là một cái lợi thế. Họ có thể có những cảm xúc, có những cái ước mơ, có những cái lo ngại như là nhân vật, nên là nó sẽ có một cái sự chân thật ở trong phim nhiều hơn. Câu hỏi tiếp theo xin được dành cho Trúc Anh. Có thể nói mọi người đã biết đến bạn rất là nhiều qua bộ phim Mắt Biếc, vai Hà Lan thật là nữ tính dịu dàng. Còn bây giờ là cô gái Mai Ly đầy tham vọng. Bạn đã phải nghiên cứu như thế nào để hóa thân vào vai Mai Ly? Vai diễn này đối với Trúc Anh là khó, thực sự khó nhất từ trước tới giờ. Và đúng là có những cái cảm xúc và những cái câu chuyện mà nhân vật gặp phải mình chưa hề bao giờ gặp ngoài đời. Nên là mình cũng sẽ rất là khó để có thể lấy được cái nguồn cảm xúc đó. Nhưng mà Trúc Anh cũng cố gắng tìm tất cả mọi cách, mọi cái nguồn để cho mình có thể lấy được cái sự đồng cảm với nhân vật. Thật ra kinh dị cũng là cái thể loại Trúc Anh rất là thích và xem cũng khá là thường xuyên. Và trong cái khoảng thời gian đó thì như Trúc Anh nhớ là Trúc Anh có xem một phim mà nó cũng khá nặng về về phần diễn xuất, về tâm lý nhân vật, đó là phim The Call. Thì đó cũng là một ví dụ. Và Trúc Anh cũng nghe rất là nhiều những người thân bạn bè đánh giá cho mình, và mọi người bảo là thật sự thì khi xem phim mọi người không thấy hình ảnh của Hà Lan nữa, và mọi người chỉ nhìn đây là cái nhân vật mới Trúc Anh, đây là Mai Ly trong bộ phim Thiên Thần Hộ Mệnh. Nhìn đây mà không phải vậy. Và bây giờ đến với Salim, lần đầu tiên đến với điện ảnh, và bạn có thể chia sẻ gì về vai diễn ở trong phim của bạn? Thực ra thì cái vai diễn Lam Phương ở trong bộ phim Thiên Thần Hộ Mệnh và lần đầu tiên mà em đến với điện ảnh và vào được vai Lam Phương này thì em khá là thích thú. Tại vì một phần là vai Lam Phương ở trong phim thì là một cô ca sĩ rất là nổi tiếng, một cô sao hạng A, có tất cả mọi thứ trong tay. Em rất là thích cái sự bí ẩn của nhân vật Lam Phương. Ngoài cái kỷ niệm em nhảy trên sân khấu này, khi mà mình là một người diễn viên mà phải nhảy trên sân khấu thì đó nó cũng là một cái khó khăn của em. Nhưng mà ngoài ra thì để mà đóng một cảnh với Trúc Anh thì cả hai chị em đã phải tìm hiểu về nhau để có thể lột tả được hết cảm xúc của hai nhân vật. Được biết là bộ phim được phân loại là C18 và nó khai thác những cái góc khuất trong giới giải trí showbiz.
có đề cập tới những vấn đề tâm linh như là nuôi búp bê ma, đặc biệt ở cái tên Thiên Thần Hộ Mệnh cũng nói lên điều đấy. Anh mong muốn truyền tải thông điệp gì cho các quý vị khán giả? Tôi nghĩ thông điệp này sẽ dành không chỉ với giới showbiz hay là nghệ thuật, nhưng mà trong những lĩnh vực khác. Đôi khi là mình muốn đi nhanh, mình muốn mọi thứ nó đến với mình nó dễ, nó nhanh, bớt cực nhất. Cái sự thật là đôi khi những gì nó đến nhanh hoặc là dễ quá thì mình sẽ không quý nó. Và đương nhiên là tất cả sẽ có những cái giá của nó. Đây là cái chủ đề và thông điệp chính mà mình khai thác trong bộ phim này. Và một câu hỏi ngoài lề vui vui thôi, đó là khi làm về chủ đề như thế này chắc chắn là anh sẽ phải tìm hiểu, anh phải nghiên cứu về nó khá là kỹ. Vậy anh có thử? Thử nuôi hả? Nuôi, thử chơi, đúng không? Xem nó có tác dụng gì không? Thật ra là Victor là một người thích khai thác về tâm linh. Nghĩa là mình rất là tôn trọng nó. Nên là những gì mình làm mình phải hết sức cẩn thận. Một ví dụ là trong phim này mình sẽ dùng những búp bê thật, nhưng mà không phải là búp bê được làm phép. Qua những nghiên cứu của mình thì thật ra là đây là một búp bê cầu may. Thật ra nó không có gì ý xấu hết, nhưng mà mỗi người khi mình tiếp cận với nó là sẽ có một cái cách riêng của họ thôi. Nên là Victor có thể nói như vậy thôi. Xin được cảm ơn. Và thưa quý vị, cùng với những chia sẻ của ekip Thiên Thần Hộ Mệnh, chúng tôi cũng muốn lưu ý quý vị, đó là chúng ta đến rạp trong những ngày này thì phải luôn đảm bảo, đó là rửa tay sát khuẩn, đó là đeo khẩu trang để giữ an toàn cho chính bản thân và người thân trong gia đình. Còn bây giờ xin trở lại với trường quay của Cà Phê Sáng.